Sankarikang ekang. So manasa sahagatang dittigata sampayutang sa sankarikang ekang. Sa sahagatang dittigata vipayutang asankarikang ekang. So manasa sahagatang dittigata vipayutang sa sankarikang ekang. Upekka sahagatang dittigata sampayutang asankarikang ekang. Upekka sahagatang dittigata sampayutang sasankarikang ekang. Upekka sahagatang dittigata vipayutang asankarikang ekang. Upekka sahagatang dittigata vipayutang sasankarikang ekang ti. Dạ, con xin cảm biết lại cho đạo tràng. Xà thú, xà thú, xà thú văn lý. Nắc mô bích thà giá, nắc mô thăm mà giá, nắc mô sang khà giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ. Dạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời quý vị ở trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng đồng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa Brahma chaloka thipati saham bhati gatan chali an thiwarang ajachata santi thasantam barajang kajatika dese tu thammang anukam bimang bajang santam maferin quy nhà dân cha ca dân sùa tăng cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tô cha tu sân cha đăng đăng ba bồ tha này dê Parisa yaman che Ewang saham bati brahma Fagawantang ayachata Tuân hi phà quê nà tăng buôn thô Cá ruột nhé na thì quá xa gia Tăng hà vua tha gia ba đê na Mì gà đá giăng ta tô gà tô Bằng cha quá gia đà vô nây dê A mang ba dê thì xăm mà tô Ta tô ba phu tì xăm bùa thô Anu na tham ma de sanang ma ka wasani de se si santanang antha sintakam te na satu ayo phang te de se tu tham ma de sanang sambhajitha barisaya
anukampam bikatawe. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay, và con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ngài. Dạ, kính lễ chư tổng đức tăng trong room. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha? Rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tâm và tâm sở đồng sanh, học tới tâm đa đại, tâm siêu thế luôn ha. Hôm nay mình đầu đà luôn ha. Đầu đà đấy, tới sáng luôn. Dạ, kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi. Svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi. Samma sambuddhamatulaṃ sasattham maganuttamaṃ abhivādayapāsitaṃ abhidhammapasaṅghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, kính quý chư tổng đức, kính chào tất cả quý vị. Để mở đầu buổi học thì chúng ta cùng nhau quan khỉ lên đọc Pali. Pali này có hai bài. Bài một là phần thứ nhất, là bài thứ nhất là về tâm đáo đại và phối hợp. Thứ hai là tâm siêu thế. Bây giờ mình tuần tự nhau lên đọc. Ví dụ như người lên trước đọc tâm đáo đại xong, rồi cái sau là người thứ nhì lên đọc tâm siêu thế, rồi cứ vậy mình cứ đọc đó, luôn đọc, khi nào mà đọc đủ hết mọi người đọc hết xong thì chúng ta bắt đầu đi vào buổi học. Đó là cái chương trình của chúng ta hôm nay. Cũng mong rằng hôm nay quý vị đọc có tiến bộ hơn, những người mới thì sẽ có những cái đọc chính xác hơn, phát triển được cái sự đọc cho đúng giọng đúng này kia rất là tốt. Tại vì khi chúng ta đọc đúng giọng á, mình không cần phải đọc nhanh, đọc từ từ chậm rãi đúng giọng á. Thì khi mình đọc vậy đó thì chư thiên ở xung quanh nhà mình nghe được rất là hoan hỷ. Vậy trong kinh cũng có lúc nói về vấn đề đó, khi một vị đọc kinh Pali mà được chư thiên rất là hoan hỷ. Mà khi chư thiên hoan hỷ rồi thì chư thiên sẽ hộ trì cho mình được tu học được tốt đẹp hơn. Được gặp nhiều thuận duyên hơn và có nhiều cái phước báo hơn. Dạ, là một thầy đó. Rồi, xin mời MC kỳ tài của chúng ta boss bài đấy. Mời tất cả quý vị lên đọc nha. Là một thầy đó. Nam mô Buddhaya. Dạ, con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào Thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài và sau đó mời tất cả bàn tay ở trong room cùng lên đọc ạ. Cảm ơn cho Nguyễn đã post bài ha. Dạ, đọc. Mahak Kappacitta Sanggaho, tâm đáo đại phối hợp. Tì supathammaccha nikacitte sutta wa anyasamana te rasacce tasika viratitta yavacitta dvasi dvavisatiso fanacce tasika
cha ti pan cha tin sa tham ma sang ga hằng các chan ti ra các chan ti ca ru na mu di ta pa net tha pat che ca me wa yo che tap pa ta tha. Trước tiên, trong ba loại tâm sơ thiền, có 35 tâm sở phối hợp như nhau, 13 tợ tha và 20 tâm sở tịnh hảo. Ngoại trừ ba giới phần bằng 35. Ở đây bi và hỷ phải được phối hợp riêng với nhau. Đu ti dắt chà ni ca chít tề su quý tắc ca quách chà. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền, tầm được loại trừ. Ta ti dắt chà ni ca chít tề su quý tắc ca quách chà ra quách chà. Trong tâm tam thiền, tầm và tứ được loại trừ. Ta tuốt thách trà ni ca chít tề su quý tắc ca quy trà ra bì ti quách trà. Trong tứ thiền, tầm tứ và hỷ được loại trừ. À, Châu ơi, Châu post lại lần nữa nha. À, nó không có hiện lên. Thank you. Rồi, cảm ơn cháu. Bành cha mắt cha ni ca chít tề su pa na bành na ra sa su ấp ba mành nhà dồ na làm phề na lắp phàn tỳ tí sắp pa thà bi sát ta quý sát ti mắt sát ta quý sát ti ma hắc ca ta chít tề su bành cha cách cha na wa se na bành cha đoà wa sằng ga hồ hồ tỳ tí. Trong 15 loại tâm của ngũ thiền, không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại, có 5 phương cách phối hợp tương hợp với 5 tầng thiền. Cha ná bành cha tình sát chất tút tình sát tết tình sát cha giác thắc thắc ca mằng đó tình sát chề quá tình xề tiếp bành cha đòa quá ma hắc ca tề. Theo thứ tự có 35, 34, 33, 32 và 30. Những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng 5 cách. 38 pháp hạnh phúc. Tapo cha rầm ma cha ri dằng cha ariya sắc trần cha đa sa nằng nếp bà na sắc chi ki ri già cha ề tằng mằng ga la mút ta mằng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attending nirvana. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic, con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đọc ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Con không biết sư có còn nghe được âm thanh của Nguyên Như. Con xin sư Thanh Tâm có thể đọc bài bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông. Bạch sư có thể đọc bài bạch sư. Sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đạo tràng, kính thưa sư phụ Thanh Tâm, kính thưa thầy kinh. Sẽ mời cái computer của Nguyên Thông tự nhiên là nó xin chứng
nó không chạy, rồi cái mấy cái file của Châu Nguyễn cho sư đó tự nhiên cái nội dung nó là cái nồi cháo, rồi bây giờ nó mới được vô room thì cũng trễ. Bây giờ xin cho quý vị post bài lên chứ Nguyên Thông không biết đọc cái chỗ nào. Ok. Lakutra Chitta Sangaho Tâm Siêu Thế Phối Hợp Cách Thân. Lakutra Chitta Atasupang Tamacha Nikat Chitte Su Anya Samana Te Rasa Chaita Sikha Appamana Vachita Te Visati Sopana Chaitis Chê ta si ca cha ti cha tim sa tham ma sang ga hang ga chang ti. Bằng cách nào? Trước tiên, trong 8 loại tâm sơ thiền siêu thế có 36 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tự tha và 23 tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ 2 tâm sở vô lượng phần, tức là 36. Tatha dutiya cha nikka chitte su vitaka vitaka vacha. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kế trên ngoại trừ tâm sở tàm. Tatha dutiya cha nikka chitte su vitaka cha va. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kế trên ngoại trừ tâm sở tàm. Tatiya chaka chitte su vitaka ravacha. Trong tam thiền ngoại trừ tầm và tứ. Chatuttha cha ni kach chit tê su vi tát ca vi cha ra pi ti va cha. Trong tứ thiền ngoại trừ tầm tứ và hỷ. Bằng cha ma cha ni ca chi tê su pi u pe ca sa ha ga ta tê e va sang ge hăng ti ti sap ba tha bi at tha su lo pi ta Turi lokutara chitte supang chama cha navase napang chatha nasangaho hoti tí. Trong loại tâm ngũ thiền liên hợp với xả tất cả những tâm sở trên ngoại trừ tầm tứ hỷ lạc. Như vậy, trong mỗi phương cách, sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong 8 loại tâm siêu thế chia làm 5 phần tùy theo 5 tầng thiền. Chát tim sa băng chát tim sa cha sát cha chát tu tít chát tu tim sa giá tha cam măng tề tim sát và giá và giang mi chê giang băng chát tha nút ta rê thi ta. Theo thứ tự có 36, 35, 34 và 233. Trong hai trường hợp cuối cùng đó là 5 phương cách mà các tâm sở phát sanh trong những loại tâm siêu thế. 38. Pháp hạnh phúc. Phu thas lo kat tham me hi 36. Chiết tăng giá sát tha cam pa tí 37. Aso căng 38. Bira chăng khê măng ê tăng má lạ măng gá lạ mút ta măng tí. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilement, highest happiness. Dạ, xin cảm ơn sư phụ Kinh. Và cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời người kế.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ, cảm ơn đã cho biết nghe rõ. Dạ, con xin trả bài. Mahagatachitta Sangaho tâm đáo đại phối hợp. Tì su ba tha mắt trà ní cá chích tề su tà quá ảnh nhà sa mà nà tề ra sa chề ta si si cà quý rát tí ta dách vách chích tà chí tà tòa quý sát tí sô pha na chề ta si si cà chàn ti bần cha tình sa thầm mà sàng ga hằng giác chàn tí ca ru nà mu đích đi tà ba nề tha bát chề ca mề qua dồ chề tát bà tha ta thà. Trước tiên trong ba loại tâm sơ thiền có 30 lâm tâm sở phối hợp như sau: 13 tợ tha và 20 tâm sở tình hạnh, trừ 3 giới phần bằng 35. Ở đây bi và hỷ phải được phối hợp riêng biệt với nhau. Đú tí dách chà ní cá chích tề xú quý ta cá quách chà. Cùng thế ấy trong tâm nhị thiền tầm được loại trừ. Ta tí dách trà mí cá chích tề xú quý ta cá quý trà rá quách trà. Trong tâm tam thiền tầm và tứ được loại trừ. Chá tút thách trà mí cá chích tề xú quý ta cá quý trà. Na bì tí quách trà, trong tứ thiền tầm tứ và hỷ được loại trừ. Bành chá mắt trà ní cá chích tề xú ba na bành nhà. Ra xá xú áp ba mành nhà nhô na la phành tì tí sát ba thà tí xá. Bí sa ta vít sa tì ma hàng gát ta chích tề su bành cha cách trà na qua sề na bành cha thà qua sàng ga hồ hồ tì tí. Trong 10 loại tâm của ngũ thiền không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại có 5 phương cách phối hợp, tương hợp với 5 tầng thiền cha nát. Bành cha tình sát tích tình sa cha giá thác ca mằng tòa tình cha sát sa chê quá tình xề ti bành cha thà quá ma hát gá tê. Theo thứ tự có 35, 34, 33, 32 và 30, những tâm cao, những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng 5 cách. 38 pháp hạnh phúc. Tát Bồ Cha Brahm Ma Cha Di Dành Cha Ariya Sát Chan cha das sa nang nipana sa chi ki ri ya cha e tang mangala mutta mang. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc hạnh lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana.
Dạ, con xin chứng minh. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con Lý, con xin kính chào một lần nữa, xin kính chào sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm, và con xin kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Lokuttara Citta Sanggaho tâm siêu thế phối hợp các thần. Chị Châu ơi, hình như chị có post cái đoạn mà trong cái máy này, sao nó lại blank? Cái phần sau đó chị có thể post lại giùm em cái. Dạ thấy rồi, dạ cảm ơn chị. Lokuttara Sutta wa Attasu Patthamacchanikacittesu Anyasamana Terasa Cetasika Apamanya Vachitta Te Visa Tisopana Cetasika Chati Chattin Sadamma Sanggaham Gacchanti. Bằng cách nào trước tiên trong tám loại tâm sơ thiền siêu thế có 36 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tợ tha và 23 tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ hai tâm sở vô lượng phần bằng 36. Và cái phần tiếp theo nó cũng bị blank á. Chị có thể vui lòng làm lại một lần. Dạ, nó ra rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Tát tha du ti ya cha ni ca chi te su vi tắc ca wa cha. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kể trên ngoại trừ tâm sở tầm. À, ngộ ha. Nó lại bị blank nữa. Chị phải làm lại hai lần. Nó ngộ vậy ta. Xin chị thông cảm. Dạ thấy rồi. Ta thi gia trà ni ca chích tế tê su vi tắc ca vi trà ra quá trà, trong tam thiền ngoại trừ tầm và tứ. Dạ. Lại nó lại plan nữa. Chất tu tha trà ni ca chích tê su vi tắc ca vi trà ra pi tiêu quá trà, trong tứ thiền ngoại trừ tầm tứ và hỷ. À, cái phần này lại khó luôn. Panh chám mát hà ni ca chi tê su pi u pe ka sa ha ga ta te e wa sang ge hành tí tí sabbathapi atthasu lokuttara cittesu panchamaccha navasena panchadvadava sanggaho hoti ti. Dạ cảm ơn chị, vậy chị hiểu rồi. Trong loại tâm ngũ thiền liên hợp với xả tất cả những tâm sở trên ngoại trừ tâm tứ hỷ lạc, như vậy trong mỗi phương cách sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong tám loại tâm siêu thế chia làm năm phần tùy theo năm tầng thiền. Cũng bị plan nữa rồi chị. Ô, hai lần plan luôn. Sorry chị, thấy rồi. Dạ cảm ơn chị. Chát tình sa pan chát tình sa chát chát tu tình sa ya tha tha tết tình sa đoá ya yam ít chê quăng pan chát đa nút ta rê thì thi ta.
theo thứ tự có 36, 35, 34 và 2, 3, 13. 33 trong hai trường hợp cuối cùng. Đó là năm phương cách mà tất cả tâm sở phát sanh trong những loại tâm siêu thế. 38 pháp hạnh phúc, 35 futtassa lokadamehi cittang yasana kampati asokang virajang kemang etang mangalabuttamang ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và ô nhiễm là phúc lành cao thượng. Mind invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from mental defilements, highest happiness. Dạ, con xin trả biết lại cho đạo trà. Con xin cảm ơn tất cả. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Bốn la mã Mahat Gata Chitta Sangaho tâm đáo đại phối hợp. Tì Subhathamak Cha Nikachit Tề Sutta Wa Anyasamana Tề Rasa Chê Tassika Viratit Taya Vachita Đoà Quỳ Sati Sô Phana Chê Tassika Chà Ti Bành Chá Tình Sa Thầm Mà Sẵn Gá Hằng Gách Trần Tí Karuna Mudita Banet Tháp Bách Chê Cá Mề Quá Dồ Chê Tắp Bà Tát Thà. Trước tiên, trong ba loại tâm sơ thiền, có 35 tâm sở phối hợp như sau: 13 tội tha và 22 tâm sở tình hảo, ngoại trừ ba giới phần bằng 35. Ở đây, bi và hỷ phải được phối hợp riêng với nhau. Đu tí giác trà ni ca chít tề su vi tắc ca quát trà. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền, tầm được loại trừ. Ta tí giác cha nikacitte suvitakka vicha ravaccha, trong tâm tam thiền tâm và tứ được loại trừ. Chatutthaccha nikacitte suvitakka vicha rabbitivaccha, trong tứ thiền tâm tứ và hỷ được loại trừ. Panchamaccha nikacitte supanappannarasasu app ba mạnh nhà dù ná lấp phần tỳ tí sắp ba thà bí sách ta quý sát tí ma hát gát ta chít tề su bành chá cách chà ná quá xề ná bành chá thà quá sần gá hồ hồ tỳ tí. Trong 15 loại tâm của ngũ thiền không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại có năm phương cách phối hợp tương hợp với năm tầng thiền chà ná. Bành chá tình xá chá tuất tình xá tết tình xá chá giá thác ca măng thoát tình xá chề quá tình xề tí bành chá thà quá má hắc cá tề. Theo thứ tự có 35, 34, 33, 32 và 30. Những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng năm cách. 38 pháp hạnh phúc. Tapo cha brahmachari yan cha ariya san chan cha dasanang nibbana sacchikiriya cha etang mangala muttamang. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ, cảm ơn bé Châu đã post bài.
Nam mô Bụt Tha Giá, con từ Mẫn. Xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, kính lễ Sư Nguyên Thông, kính chào Huynh Kinh, ông Năm Bà Năm và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Sau đây con xin trả bài. Và cảm ơn cho Nguyễn bốt bài con. Lô Cúc Ta Ra Chi Ta Sằng Ga Hồ Tầm Siêu. Tầm siêu thế phối hợp các thầm. Các thầm đâu ra. Lô Cúc Ta Rê Su Ta Wa Ác Tha Su Ba Tha Ma Chà Ni Các Chích Tê Su An Nhà Sa Ma Na Tê Ra Sa Chê Ta Si Ca Áp Ba Mạnh Nhà Qua Chà Tê Vì Sa Ti Sô Pha Na Chê Ta Si Ca Chà Ti Chắc Ti Sa Thầm Ma Sang Ga Ha Gác Chẳng Ti. Bằng cách nào trước tiên trong tám loại tâm sở thiền siêu thế có 36 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tợ tha và 23 tâm sở tình hảo, ngoại trừ 2 tâm sở vô lượng phần bằng 36. Ta thà du ti qua già ni ca chi tề su vi tắc ca qua già. Cùng thế trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kể trên ngoại trừ tâm sở tâm. Ta ti ya già ni ca chi tề su vi tắc ca vi già ra qua già. Trong tam thiền ngoại trừ tâm và tứ. Katutha ya ha ni katchitte su vitakka vichara biti wa ya. Trong tứ thiền ngoại trừ tâm tứ và hỷ. Panchama ya ni katchitte su bi upekha saha ga ta te e wa sangha hang ti ti sap ba tha bi ác tha su lô cúc ta ra chi tề su bành cha ma già na wa dề na bành cha tha wa sằng ga hồ hồ tì tì. Trong loại tâm ngũ thiền liên hợp với xả, tất cả những tâm sở trên ngoại trừ tâm tứ hỷ lạc. Như vậy trong mọi phương cách sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong tám loại tâm siêu thế, chia làm năm phần tùy theo năm tầng thiền. Chát ti sa bành, chát ti sa cha, chát túc ti sa ya thà cà ma, tề tích sa đoa dặn ích chê qua bành, chát thà núc ta rề thi tà. Theo thứ tự có 3, 16, 35, 34 và 2, 30. Và 2, 33 trong hai trường hợp cuối cùng đó là năm phương cách mà các tâm sở phát sanh trong những loại tâm siêu thế. 38 hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc. 35 phúc thát xa. Lô ca thầm mê hi. 36 chích ta giác sa na cầm ba ti. 37 a sô ca. 38 vi ra gia khề ma e ta mằng ga la mu ta mằng ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Mai đâu rồi? Cao thượng. My invulnerable to temptation,
sorrowlessness, freedom from the mental defilement, defilements, highest happiness. Dạ, chắc hết rồi. Dạ, dạ, sa thú. Dạ, cảm ơn, con cảm ơn đạo tràng, quý sư và huynh kinh cùng quý đạo hữu toàn sinh xuống mình. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ca Ya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh kính chào sư, kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc tâm đáo đại phối hợp. Mahagatachitta Sanggaho, tâm đáo đại phối hợp. Ti su patta mat cha nikacitte sutta wa anya sam wa anya samana te rasacce tasika virati ta ya vacitta tua vi sati sopane sopanacce tasika jati pan chatting sadhamma sanghaṃ gacchanti karuṇā mudita pāne panettapacce kame vayo ce tapa tatta. Trước tiên, trong ba loại tâm sơ thiền có 35 tâm sở phối hợp như sau: 13 tở tha và 22 tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ ba giới phần bằng 35. Ở đây bi và hỷ phải được phối hợp riêng với nhau. Tuitiyac chanika chitte suvitaka vich cha. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền, tầm được loại trừ. Tai ti yat cha ni ka chit te su vi tat ka vi cha ra wa cha. Trong tâm tam thiền, tầm và tứ được loại trừ. Cha tu tat cha ni ka chit te su vi tat ka vi cha rapi ti vach cha. Trong tứ thiền, tầm, tứ và hỷ được loại trừ. Panchamach cha nikachitte supanapana rasasu appamanyano na lapan lapan ti ti sappata pisat tat visati maha mahagata chitte supan chakat cha nawase napan chata wasangaho ho ti ti. Trong 15 loại tâm của ngũ thiền không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại có 5 phương cách phối hợp tương hợp với 5 tầng thiền. Cha na pan chát tình sát chát tuyết tình sát tết tình sát chát giá ta kha măng toát tình sát chê quá tình xê tí pan chát hà amma a gát tê. Theo thứ tự có 35, 34, 33, 32 và 30. Những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng 5 cách. Pháp hạnh phúc 31, Tapo 32, Chaprahmachari yang cha 33, Ariya sachan chadasanang 34, Nibbana sachit kiri k
kiriya cha e tăng mang gala muta mang. Tự chủ sống hạnh phạm, xin lỗi, tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn, là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, cảm ơn chị Châu post bài. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con không thấy ai đọc hết. Dạ con xin đọc bài số 2 ạ. Lokuttarachitta Sangaho, tâm siêu thế phối hợp các thần. Lokuttare sutta wa attasupatthamaccha Nikachit te su anyasama na te rasa che tasika appamanya vachita te vi sati so pana che tasika cha tichat tin sathamma sangha hằng cách tràn ti. Bằng cách nào trước tiên trong tám loại tâm sơ thiền siêu thế có 36 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tự tha và 23 tâm sở tịnh hảo, ngoài trừ hai tâm sở vô lượng phần bằng 36. Tathā duṭiyacca nikacitte suvitak vacca, cùng thế ấy. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kể trên ngoại trừ tâm sở tầm. Tati vaccha nikacitte suvitakka vaccha ravaccha, trong tam thiền ngoại trừ tầm và tứ. Chaturthaccha nikacitte suvitakka vaccha Rabbi Ti Vách Cha, trong tứ thiền ngoại trừ tầm, tứ và hỷ. Bành Cha Mách Cha Nikachitte Subi Upekha Sahagata Te E Vassan Gay Hành Tì Tì Sắp Bátha Bi Ác Tha Su Lô Kut Tarachitte Subành Cha Mách Cha Na wa se na pan cha đoa wa sang ga ho ho ti ti. Trong loại tâm ngũ thiền liên hợp với xả, tất cả những tâm sở trên ngoại trừ tầm tứ hỷ lạc, như vậy trong mỗi phương cách sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong tám loại tâm siêu thế chia làm năm phần tùy theo năm tầng thiền. Chát tình, sa bành chát tình, sa chát chát tút tình, sa giác thà, sa giác ca mằng, tát tình sa đoá giá mít
chê hoàng bàn cha đòa nút ta rề thi tà. Theo thứ tự có 36, 35, 34 và 233. Trong hai trường hợp cuối cùng, đó là năm phương cách mà các tâm sở phát sanh trong những loại tâm siêu thế. 38 hạnh phúc. Phút thassa lo cát thầm mê hi chít tàng giác sa na cầm bát ti a sô cầm. Quy ra dần chê khề măng ê tăng măng ga la mút ta măng ti. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedoms from mental defilements, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn Châu Nguyễn, dạ cảm ơn thầy Kinh ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, từ mẫn con xin đọc bài thêm một lần nữa. Dạ, Châu Nguyễn, con quan hỷ, con bút cái bài cũng như chở đầu lại đó con. Chở trái trả lại đó con. Dạ, ở trong đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ, dạ. Dạ, sa thủ con. Maha Gatachita Sang Ga Hồ Tầm Đạo Đại Phối Hợp. Tị Subhata Maya Ni Gatchite Suta Wa Anya sama na te rasa che ta sika wi ra tik ta ya wa cita doa wi sati so ta na che ta sika cha ti ban cha ti sa tham ma sang ga ha ga chang ti ka ru na mu di ta bak net ta bak che ka me wa yo Đề tập bà ta thà. Trước tiên trong ba loại tâm sơ thiền có 35 tâm sở phối hợp như sau: 13 tợ tha và 20 tâm sở tịnh hảo. Ngoại trừ ba giới phần bằng 35, ở đây bi và hỷ phải được phối hợp riêng với nhau. Du ti ya và ni ca ca tích ca chi tề su vi ta ca qua già cùng thế ấy trong tâm nhị thiền tầm được loại trừ. Ta ti ya và ni ca chi tề su vi ta ca vi già ra qua già trong tâm tam thiền tầm và tứ được loại trừ. Cha túc tha già ni ca tích tề su vi ta ca vi già ra bì ti qua già trong tứ thiền tầm tứ và hỷ được loại trừ. Bàn cha ma già ni ca tích tề su ba na bàn na ra sa su áp ba mạnh nhà vô na lập tháp lập thằng lắp thằng tì tì sắp thà bi sắp
tavisati maghagata chitte su bàn cha ca già na wa se na bàn cha thà wa sằng ga hồ hồ tì tì. Trong 15 loại tâm của ngũ thiền không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại có 5 phương cách phối hợp tương hợp với 5 tầng thiền già na thành á. Bàn chát ti sa chát tục ti sa tết ti sa chát gia thà ca mạ đòa ti sa chệ quá ti sệ ti bàn chát thà quá ma ha ga tề. Theo thứ tự có 35, 34, 33, 32 và 30, những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng 5 cấp. 38 pháp hạnh phúc, 31 tập bồ, 32 charam charam ma chariyan cha, 33 ariyasak chan cha dasana, 34 nibbana sak chikiriya cha e tamangala muttamang muttama. Tự chủ sống phạm hạnh thấy được lý thánh đế giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana. Dạ con đã xong rồi, con xin cảm ơn quý sư là quý đạo tràng. Nửa mai mốt huynh, dạ cảm ơn huynh. Kinh huynh nhớ đừng có cho điểm nghe huynh. Dạ sa thú, con xin xuống mất. Dạ nam mô Buddhaya, nam mô Thamaya, nam mô Sankhaya. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc bài số 2. Dạ. Lokuttara citta sangha hồ tâm siêu thế phối hợp. Ca thằng Lokuttare sutta va atasu bathatmaccha chani các chích tề su ảnh nhà sa mạnh nhà tề ra sa chề ta xích cà ấp ba mạnh nhà quất chích tà tề quỳ sa chích tha tí sổ và na chề ta si cà trà tí chát tình sa thầm mà sằng ga hằng ga tràn. Bằng cách nào trước tiên trong 8 loại tâm sơ thiền siêu thế có 36 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tợ tha và 20 tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ 2 tâm sở vô lượng phần bằng 36. Tát thà đú tích dắt trà ní cá chích tề su quý tách cá quách trà. Cùng thế ấy, trong tâm nhị thiền siêu thế, tất cả những tâm sở kể trên, ngoại trừ tâm sở tầm. Tát tích dách trà ní cá chích tề su quý tách cá quách trà ráo trà. Trong tâm thiền ngoại trừ tầm tứ. Cá tút thách trà ní cá chích tề su quý tách cá trà ra bì tí vách trà. Trong tứ thiền ngoài trừ tâm tạc trừ tầm tứ và hỷ. Bành cha mắt trà ní cá chích tề su bí úp bác khà sa ha gá tà tề ê quá sàng gầy hàng tí tí sáp ba thà bí áp tha su lồ cút
tara chít tề su bành cha mắt trà na quá xề na bành cha thà quá sằng ca hồ hồ tỳ tí. Trong loại tâm ngũ thiền liên hợp với xả tất cả những tâm sở trên ngoại trừ tầm tứ hỷ lạc, như vậy trong mỗi phương cách sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong tám loại tâm siêu thế chia làm năm phần tùy theo năm tầng thiền. Chát tình sa bành, chát tình xà, chát chát tút tình sa giá thà cá mặn, tích tình sa tòa giá mít chề hoành bành, chát thà nút ta rề thi tà. Theo thứ tự có 36, 35, 34 và 20. Ba trong hai trường hợp cuối cùng, đó là năm phương cách mà các tâm sở phát sanh trong những loại tâm siêu thế. 38 pháp hạnh phúc. Tha sa lô ca thầm mê hi chích tăng đa sa na cằn ba tí. So cầm quýt ra chẳng chê măng ê tăng măng ga lút ga la bút tam măng tí. Thì chạm việc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm là phúc lành cao thượng. My invulnerable to temptation, sorrowlessness, freedom from the mental defilements, highest happiness. Dạ con xin xin mít. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Từ Mẫn, con cảm ơn sư Anh Phan. Dạ con cảm ơn sư đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Mahat Gatachit Tasang Gaho Tâm Đao Đại Phối Hợp Tì Supathamatra Nikachit Tề su tà wa an nha sa ma na tề ra sa chê ta si ka vi ra tít ta ya wa chi ta đoà vi sa tí so pha na chê ta si ka cha tí pan cha tình sa tham ma sang ga hằng ga tràn tí karune mudita panet tha pát chê ga mê wa yo chê. Tâm sở thiệt, hai tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ ba giới phần. Bằng bí hợp riêng, tu ti giác trà, ni ca chít tề, su quy tắc cao quát trà. Ấy, thiền, tâm. Ta ti giác trà, ni ca chít tề, su quy tắc cao quy trà, ra quát trà. Trà tâm tâm tà lý quá trà trong tứ thiền tâm tứ và hỷ được bàn chấm mắt trà ni ca chít tề bàn nhà ra sắc áp ba màn nhà dù na lấp bàn tì tì sắp bát thà bí sắc ta vi bí sắc tì hắc ga chít tề su bàn cha cát trà na quá xề na bành cha thà quá sằng gá hồ hồ tỳ tí. Trong 15 loại tâm của ngũ thiền không có tâm sở vô lượng phần. Trong tất cả 27 loại tâm đáo đại có 5 phương cách phối hợp tương hợp với 5 tầng thiền trà ná bành cha tiền sa cha tút tiền sa tết tiền sa cha giá thắt ca mằng đoát tình sa chê quá tình xê tí bạc quá má hắc gá tê. Theo thứ tự có 35, 34, 33,
32 và 30, những tâm sở cao thượng phối hợp với nhau bằng 5 cách. 38 pháp hạnh phúc. Tabo cha ma cha cha ariya sắc trà na đa sa nàng nipa na sắc chi kiri ya cha e tăng mang ga la mút ta mang. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Austerity, chastity, seeing the noble truth, attaining nirvana. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Đọc sai con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, hồi nãy giờ Nguyên Như chưa có thấy được sư Thanh Tâm, con không biết là sư còn có mặt ở trên máy không, ở trước máy không bạch sư. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Ở đây con còn thấy còn cô Dự Pháp, còn Quanh Phan, còn người phương Nam Thi Khanh, còn có chú Phật Tử Quỳnh nữa. Chú Phật Tử Quỳnh đọc kinh cũng rất là hay đó thầy, kinh mà chú giấu nghề đó thầy kinh. Con xin kính thỉnh, con xin kính mời chú Phật Tử Quỳnh, nếu mà chú có trước máy, xin chú giơ bàn tay xinh đẹp để đọc bài thưa chú. Dạ, Nguyên Như xin xuống bích tạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy không có ai con thấy không có ai đọc bài nữa. Con nghĩ là chắc mọi người cũng đã xong phần đọc bài rồi, thưa thầy. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính mời thầy có thể cầm mic để hướng dẫn cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, con xin giao mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xa thứ, xa thứ. Quý vị cứ tự nhiên lên đọc, đọc mắc cỡ gì. Mắc cỡ luôn, mắc phước nó trổ, nó cũng bị trổ mắc cỡ, nó cũng mệt. Cứ lên đọc để kiếm phước nha. Còn từ mẫn cũng mắc cỡ, cho điểm cũng mắc cỡ nữa. Điểm nên biết được khả năng mình đọc tới đâu chứ, đâu mà sợ. Đi học phải có điểm chứ. Cái gì cũng sợ, cũng mắc cỡ hết trơn chết rồi. Rồi, chúng ta bắt đầu vô học ha. Cái gì nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3, kiểm lại lần nữa rồi. Alo. Rồi ha, ok ha. Rồi, thư ký đâu? Thư ký chuẩn bị nha. Dạ, sa thú sư. Trời, chuyện này hôm nay có chánh tâm trúng à. Chánh tâm nãy giờ không dám lên đọc luôn nè. bị bắt lên đọc mọi lần nghe sợ và trốn nè. Nam Nhi đại trưởng phu trốn hết trơn rồi. Cái điều gì rồi mà chúng ta đi vô bài tâm đáo đại phối hợp. Tâm đáo đại phối hợp. MC đâu rồi? Thư ký đã mất tiêu rồi. Thư ký đâu rồi?
Từ ký vé lên tới xuống rồi. Ai dám tâm trốn mà nãy giờ chạy ra chạy vô trốn ha. trốn cả bài. À, quý vị chờ xíu nha, chờ cho em thư ký điều chỉnh máy rồi chạy ra chạy vô nãy giờ kẹt vé lên té xuống rồi. À, vô rồi nghe chưa? Alo thư ký nghe chưa? Thư ký nghe rồi ha. Rồi giờ vô học bài không? À, tâm đáo đại phối hợp, tâm đáo đại phối hợp. Hát cho ta sẵn cái hồ, tâm đáo đại phối hợp, ghi ra luôn nha. Rồi, tâm đáo đại phối hợp, hát cho ta, chích ta sẵn cái hồ. Rồi, xin dòng ha. Sơ thiền, hai chấm. Sơ thiền, hai chấm. 13 tợ tha, cộng 22 tịnh hảo. 13 tờ tha cộng 22 tịnh hảo bằng 35. Không mắc rồi. Máy cho bị là 13 sơ thiền hai chấm, 13 tọa tha cộng 22 tịnh hảo bằng 35. Nhị thiền 12 tọa tha, đúng rồi. Ủa bộ nghe sao chập chờn hay sao mà nghe rõ không? Hello. Nhị thiền hai chấm, 12 tờ tha cộng 22 tịnh hảo bằng 34. Nhị thiền 12 tha cộng 22 tịnh hảo bằng 34. Tam thiền 11 tờ tha cộng 22 tịnh hảo bằng 33. Tứ thiền 10 tọa tha cộng 22 tịnh hảo bằng 32. Tứ thiền 10 tọa tha cộng 22 tịnh hảo bằng 32. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới. À, vô sắc giới xếp vô ngũ thiền luôn ha. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới. Hai chấm. 10 tọa tha cộng 20 tịnh hảo bằng 30. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới. 10 tọa tha cộng 20 tịnh hảo bằng 30. Rồi, như vậy là mình xong cái phần tâm đáo đại ha. À, như nay mình học về đủ ha. Học mấy số rồi sao xong. Khỏe đi à. Rồi. Rồi, như vậy rồi giờ lên đi lại ha. Giờ sơ thiền. Bắt cái sơ thiền xuống rồi ha. Sơ thiền 3 tợ tha. Có đủ ha, 13 tợ tha mình có mặt đầy đủ ha. Không thiếu nào hết, sơ thiền này không thiếu. Cộng 22 tịnh hảo. Tại sao nó có 22 tịnh hảo vậy? Ai biết không? Tại sao nó có 22 tịnh hảo? Trừ giới phần có mấy? Trừ giới phần. 3 giới phần. Rồi, xà thú à. Quá giỏi luôn. Quá giỏi. Rồi, như vậy là chúng ta thấy rằng sơ thiền
Khi mà đắc được sơ thiền thì có 13 tâm sở tạo tha đồng sanh cùng với lại cái tâm sơ thiền sắc giới đó. Xúc thọ tưởng tư nhân hành mà quyền ta cái tầm thứ nó giải cần cái dục có đầy đủ không thiếu nào ha. Vậy sơ thiền có bao nhiêu chi quý vị? Sơ thiền có bao nhiêu chi thiền? Alo. Năm chi. Là gì đây? Ghi ra. Năm chi ghi ra. Năm chi gì? Năm chi gì? Đó. Tầm tứ hỷ lạc. Nhất tâm tầm tứ hỷ lạc định. Xa thấu rất là chính xác ha. Tầm tứ hỷ lạc định rất là chính xác. Thì như vậy trong sơ thiền kêu là ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Chứng sơ thiền có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc định ha. Đầy đủ năm chi thiền. Thì như vậy sơ thiền chúng ta có đầy đủ năm chi. Bây giờ tâm á, là tâm sở nào quý vị? Tâm sở nào? Tâm là tâm sở tâm chứ gì? Tôi biết hành vậy. Tâm là tâm sở tâm thì thôi không có gì hết. Tứ là tâm sở gì? Tứ là tâm sở gì? Tâm sở tứ luôn, tầm tứ. Đúng rồi, chính xác. Rồi hỷ là tâm sở thọ hỷ đúng không? Hỷ là tâm sở thọ hỷ đúng không? Chánh tâm này cũng ghê lắm, không bị gạt nữa. Vì tí là hỷ, tứ là tâm sở hỷ. Rồi lạc là tâm sở hỷ luôn phải không? Lạc là mình bắt chi phần nào đấy? Alo, alo. Em ru rồi, alo. Tâm sở thọ, chính xác, tâm sở thọ thuộc về thọ lạc. À, rồi, định, thuộc tâm sở nào? Tâm tứ hỷ lạc định, thuộc tâm sở nào? Định tâm sở nào trong 19 tâm sở tình hải biến hành? Trong chỗ đó, định trong tâm sở nào? Alo. Trong 19 tâm sở biến hành, có không? Chắc hẳn, ok. Nhất hành chứ Varanasi giặc là thắng giải là gặp rồi. Nhất hành là tâm sở định. Bắt lộn chi pháp thôi, bắt lộn chi pháp thôi. Mệt, bắt lộn chi pháp là mệt thôi. Rồi, như vậy là năm di thiền chúng ta có đầy đủ không? Rồi bây giờ trừ ba giới phần ra là ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là trừ ba giới phần ra. Tại sao không có ba giới phần trong tâm thiền? Tại sao không có ba giới phần trong tâm thiền? Đối tượng Kasina vì đã đắc thiền rồi, đang thiền không? Rồi, ai nào? Còn ai nào? Không đúng đối tượng. À, đây thấy có Hà là đúng nhất, đối tượng là Kasina chứ không phải là đối tượng bị giới, thành ra không có giới phần. À, Varanasi cũng đúng, không đúng đối tượng đúng. Còn đang thiền không giữ giới thì cái này nói chung chung quá ha. Bị đắc thiền rồi cũng là chung chung luôn. Thì như vậy đây có Hà với lại bên giáo đồng sĩ đúng, chính xác ha, chính xác nhất ha. Thì như vậy bởi vì cái tâm thiền á, người đắc thiền á, là khi mình đang tu thiền thì cái đối tượng nó không phải là để mình lúc mình giữ chánh ngữ hay chánh nghiệp, chánh mạng vậy đó. À, nó không có đối tượng, không đúng đối tượng. Rồi đối tượng của tu thiền này là thiền chỉ này, nó thuộc về đối tượng là Kasina. À, cho nên nó không có đúng đối tượng. À, cho nên giới phần không có. Tức là không có giới phần bởi vì
không phải đối tượng của nó. À, là cái điều mình nói nắm chính xác nha, tức là không có cái giới phần đó, tức là không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bởi vì lúc mà đắc thiền nó không phải là đối tượng của nó. Nhưng mà không có giới, tức là người không có giới thì cũng không thể đắc thiền. Cái thẳng được đúng rồi, cũng thẳng được đó. Nhưng mà người không có giới thì không thể đắc thiền. Bởi vì để cho này nha, tức là nó có cái vấn đề mà là ẩn tàng trong này ha, tức là không có giới phần vì không phải đúng đối tượng của nó, là một không, tức là người mà tu đắc được thiền đó thì cái đối tượng nó không phải là giới phần, cho nên không có giới phần vì không phải là đối tượng của nó. Nhưng mà không có giới, tức là người không có giới thì không thể đắc được thiền. À, tức là không có giới thì không thể nào đắc thiền. Tức là giờ mình không có giữ giới, không có thọ trì ngũ giới, bát quan tam giới thì mình có tu 10 kiếp cũng không đắc được. À, cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta phải thấy rõ cái chuyện này, chứ không phải là nói là mình không cần thọ giới, mình vô mình tu mình đắc được sơ thiền thì không có, là chuyện này không thể xảy ra được. Không có giới thì không thể định được. À, giới không giới là bất giới, là bất năng sanh định. À, cho nên không có giới vì nó không phải là đối tượng của cái tâm thiền này. Nhưng mà người mà không có giới thì không thể nào đạt được thiền. À, hiểu chưa? Quý vị nắm được chưa? Chính xác phải không? Nắm rõ được cái này mới được nha. Chứ không thôi mà mình tưởng là vậy, cái khỏi giữ giới, mình ngồi thiền, liêm diêm, mình thiền, cái mình đắc, không có đâu. Nấu cát thành cơm luôn. Chuyện không thể có được. Rồi, nắm được ha? Alo? Được cho mấy cái mong đây. Mình đang nắm được ha? Rồi, quý vị khác sao đây? Được, ok ha? Dạ. Rồi, ok, dễ ủi ha, quá dễ luôn, nói sơ cái là ai đấy hiểu hết liền. Rồi, đó là cái đề thứ nhất. Cái đề thứ nhất là chúng ta phải nhớ là không giới, tức là khi mà không có giới, bởi vì nó không phải là đối tượng của vấn đề tu thiền. Mà người không có giới thì không thể nào chứng đắc được thiền. À, mình để ý nó có những cái mình phải cần phải quan sát, thôi nó lộn cái này. À, đây là vấn đề thứ nhất. Rồi, khi mà nói tới vô lượng phần, tâm sở vô lượng phần, khi mà không có lượng này để mà tu tập, tức là không có lấy đối tượng là chúng sanh tu tập, chúng sanh đang đau khổ hay chúng sanh đang gặp những điều hạnh phúc, nếu mà mình không lấy những cái đối tượng đó tu tập thì nó sẽ không có phát sanh. À, không có mặt trong hai cái tâm sở này, bi từ hỷ không có mặt trong những cái tâm thiền, nếu đối tượng nó không phải là đối tượng để mà tu tập về bi và từ hỷ, thì vô lượng phần không có mặt. À, quý vị nắm được không? Tức là vô lượng phần này đó, không có mặt khi mà mình lấy cái đề mục khác mình tu tập. Ví dụ mình tu đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, gông, sáng gì đó. Hoặc là mình lấy hơi thở mình tu tập. Thì nó không có tâm sở bi và tỷ này nào sanh chung. Không có. Lúc đó là mình trừ hai này ra. Không có. Nhưng mà nếu mà mình lấy vô lượng phần mình tu á, nó chỉ có một trong hai thôi, chứ không thể một lúc hai cái được. Ví dụ như mình lấy đối tượng là đau khổ, chúng sanh đang đau khổ, mình tu tập về tâm bi, đắc được sơ thiền, thì lúc đó chỉ có tâm sở bi nó có mặt thôi, chứ nó không có tâm sở tùy hỷ. Còn nếu mình lấy cái đối tượng là đang gặp hạnh phúc, đang được sung sướng hạnh phúc, mình lấy đối tượng là mình quan sát mình tu á, thì đắc được cái tùy hỷ mà nó không có bi. À, cho nên vô lượng phần là nó có, nếu mà có lấy nó làm đề mục tu mà chứng đắc được thì nó chỉ có một trong hai, chứ không thể nào hai cái đồng sanh cùng lúc. À, tức là khi mà đắc thiền không thể nào có hai cái bi và tự hỷ đồng sanh cùng lúc. À, có một trong hai thôi. À, ví dụ mình đắc được cái tâm sở bi xong, cái mình tu tự hỷ, mình đắc tâm sở tự hỷ, thì lúc đó là cái tâm nó có mỗi thứ mỗi lần con cái thôi. À, chứ không thể nào mà cùng lúc hai cái, hai đối tượng được, không thể nào tâm mình một lúc hai đối tượng được. À, cho nên cái vô lượng phần là nó chỉ có nếu mình lấy đối tượng nó làm đối tượng để tu tập mà mình thành tựu được cái từng thiền thì nó chỉ có một trong hai, chứ không thể có một lúc đồng sanh cả hai trong tâm thiền được. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm cho chắc ha. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Nói lại nè. Rồi, khi mà vô lượng phần
là có bi và tùy hỷ, đúng chưa? Bi và tùy hỷ, hai cái tâm sở này á, nó chỉ đồng sanh chung những cái tâm đắc thiền á. Khi nào mình lấy đối tượng đó mình tu tập, à ví dụ mình lấy một đối tượng để mà tu tập về tâm bi, thì khi mình chứng đắc được sơ thiền á, thì nó chỉ có tâm sở bi thôi, à, chứ nó không thể có tùy hỷ. Còn nếu mình lấy đối tượng của cái tâm sở tùy hỷ làm tu thành tựu được á, thì nó chỉ có tâm sở tùy hỷ chứ nó không có tâm sở bi. Tức là hai cái tâm sở này nếu mà tu tập chứng đắc được thì nó chỉ có một trong hai, à, chứ không có một lúc hai cái tâm sở đồng sanh cùng lúc trong tâm được hết, không thể nào có. À, thì dùng đắc được cái tâm bi trước, đắc xong cái mình chuyển qua mình tu về cái tùy hỷ, à, thì khi mình đắc được tùy hỷ thì lúc đó nó chỉ có tâm sở tùy hỷ trong tâm sơ thiền, trong nhị thiền, trong tam thiền thôi, à, chứ không thể một lúc được hai cái bi tùy hỷ cùng lúc được, không thể nào có chuyện đó. Đó, đó là cái lý do mà tại sao nó tùy theo là như vậy. Rồi, nắm được chưa? Nguyên Trang nắm được chưa? Rồi ha, dễ ha, có gì khó, không hiểu ha. Rồi. Rồi, bây giờ tới ngũ thiền. Ngũ thiền nó có bi tùy hỷ không quý vị? Ngũ thiền có bi và tùy hỷ không? Alo. Không, ok, tại sao không, lý do tại sao mà ngũ thiền mà không có hai cái tâm sở vô lượng phần này, là một điều mà thấy kỳ ha, thấy lạ, mà tại sao như vậy? Sao, alo. Và rồi còn ai nữa không, ai có ý kiến gì cho lên thì định. Rồi vì nó o co tâm xa, tiếng gì cho tâm nó có tập xa. tại sao không có hai cái tâm sở bi và tỷ này đồng sanh chung trong tâm ngũ thiền? À, thì đầu Nguyên Như nói rồi, chánh Nguyên Như, chánh tâm Nguyên Trang, Châu Nguyễn gì đó coi cả bên ta là chưa là hành xa. Ai nữa không? Giờ ngũ thiền nó bỏ bao nhiêu chi quý vị? Ngũ thiền bỏ được mấy chi? Bỏ bốn, thì còn gì? Còn gì? À, nó còn có định xả và định, nó còn xả định, à, gọi là bỏ kia thì nó còn xả với định, mà khi nó còn xả với định không thì bi với tùy hỷ có mặt được không? Bi tùy hỷ có thể sanh vô trong một cái tâm chỉ có tâm xả đó, chỉ có xả định thôi. À, thì chính vì như vậy lý do đó là ngũ thiền không có hai tâm sở này, bi và tùy hỷ không thể có mặt trong tâm ngũ thiền. À, tâm ngũ thiền vượt ra khỏi lên những cái trạng thái mà vui hỷ lạc qua tới xã và định, cho nên hai cái tâm sở bi thủy không thể có mặt được. Đó là lý do tại sao ngũ thiền không có. Rồi, nắm được chưa? Nắm được cái này chưa? Alo. Chính xác chưa? Rồi, được không? Nguyên Trang được chưa? Châu Nguyễn được chưa? Hà được chưa? Quý vị được chưa? Từ à, chép nè. Rồi chép đi. À, thì chúng ta đi từ từ ha.
đi chậm đi nhanh nhanh quá nó rối nha, rối lùi lên. Đúng rồi, giải khát rồi cho dâu dưa hấu rồi gì nữa, cái vàng vàng là gì vậy? À, gì trái gì trái sọ không phải trái gì hả? Chanh à, chanh vàng vàng là chanh rồi, lấy kế là gì, chanh rồi tới gì nữa, chanh chưa, từ từ á, xoài nó phải là phải không, xoài à, đúng rồi nó xoài. Xoài rồi tới tới cà. Ê, táo hả, táo à, táo, ok rồi. Rồi như vậy là chúng ta thấy là mình có những cái trường hợp đặc biệt là mình thấy không, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền ha. Thì những cái chi pháp mà mình đã biết thì sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, thì nó có 13 tờ tha và 22 tâm sở tình hảo, trừ ba cái giới phần ra, bởi giới phần này không phải là đối tượng của nó, đúng chưa, sơ thiền. Rồi nhị thiền cũng vậy, cũng như hệt vậy thôi, mà trừ, nó trừ tầm ra, nó còn có 12. Nhị thiền là trừ tầm, là nó còn có 12 tờ tha, cộng 22 tình hảo, cũng vậy luôn, nó bằng 34. Rồi tam thiền, nó trừ tầm tứ, thì còn 11, cộng 22 là bằng 33, thì lại ha. Tứ thiền, trừ tầm tứ hỷ, là còn 10. Tứ thiền đây là mình trừ tầm tứ hỷ nè ha, thì còn là 10. Bằng cộng 22 bằng 32. Ngũ thiền, ngũ thiền nên ta gom luôn tính cả sắc giới và vô sắc giới luôn ha, trừ tầm tứ hỷ, trừ luôn tầm tứ hỷ luôn, thì nó còn có xả và định thôi, nó còn xả định thôi, thì như vậy là nó chỉ còn 10 cộng 20 là bao nhiêu, 30 ha, 30. Rồi thì vậy sao không? Rồi bây giờ về cái tâm quả, về tâm quả hay sao? Tâm quả thiền, về tâm quả sơ nhị tam tứ ngũ thiền. À, về tâm quả trong đây nó có hai vô lượng phần, đúng chưa, trong tâm quả mình tìm thấy trong đây là sơ nhị tam tứ thiền, khi mà tâm quả nó cũng có hai vô lượng phần, nhưng mà tại sao trong tâm quả thiện dục giới tịnh hảo á, tuần rồi mình nói trong tâm quả thiện dục giới tịnh hảo thì nó không có hai vô lượng phần, mà trong tâm quả thiền này thì nó có, trong tâm quả thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền, trong tâm quả thiền đó thì tìm thấy trong đó có hai vô lượng, có bi và tùy hỷ trong đó. Cái gì tại phải sao? Tại sao trong tâm quả thiền có mà trong tâm quả thiện thì không có? Lại nói lại nha, nói lại nha. Tâm quả thiền, bây giờ tâm sơ quả, quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, ngũ thiền ha, thì những cái tâm quả này ta tìm thấy trong đó nó có được hai cái vô lượng phần trong đó, hai cái tâm bi và tùy hỷ trong đó, đúng chưa, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, ngủ quả vậy đó.
Còn tâm tâm quả thị dục giới thì nó không có, nó không có mà không thấy. À. Tâm quả tâm quả không cần hai giới phận hai phương phật rồi giờ tâm quả gồm những tâm nào là quý vị kể cho tôi. Tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền, đúng chưa? Đúng nào năm đó không? Đúng vậy không? Chính xác vậy không? Hay là sắc tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tam thiền, tâm sơ quả tứ thiền, tâm sơ quả ngũ thiền, cái nào đúng? Nào đúng? Cái nào đúng? Ai nói đúng? Cái nào đúng? Cái nào đúng? Cái gì là cái gì? Đâu rồi, mời Hà lên nói okay, phải không? Không phải là tâm sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền, đúng không? Hay là sao? Đâu, mời Hà lên nói coi. Dạ, thưa thầy, muốn con nói tâm sắc giới mà tâm quả phải không ạ? Dạ, thì trong tâm sắc giới thì có tâm sơ thiền, tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Dạ, con xin xuống mắt. Tâm quả sơ, dạ đúng rồi, tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới và tâm quả ngũ thiền sắc giới. Dạ thưa thầy, con xin kính chào thầy, con xin kính chào đạo tràng. Thưa thầy, con xin bổ túc cái câu hỏi của thầy ha. Tại vì nếu thầy hỏi tại sao mà tâm dục giới nó lại không có trong cái vô lượng phần, là tự vì tâm dục giới á, nó khi mà mình tu á, thì tâm dục giới nó cho nhiều quả trong cái dục, còn cái tâm mà về đáo đại á, thì nếu mà đắc cái tâm nào á, thì nó cho một quả cái tâm đó thôi, giống như sơ thiền. Thì khi mà thiện thì nó chỉ cho một cái quả sơ thiền, quả thiện. Giống như đắc cái nhị thiền thì chỉ cho một cái quả là sơ thiền, nhị quả thiền thôi, chứ không có cho nhiều quả được. Thì đắc tầng thiền nào trong đáo đại thì cho quả tương ưng cái đó. Nhưng trong trong thiện dục giới thì nó cho có thể cho được tám quả của thiện hữu nhân và cho tám quả thiện vô nhân. Thì cái đó là con xin nói vậy thôi, con xin muốn xuống mít. Cảm ơn thầy. Rồi, hướng sao đó. Rồi, để nói vậy. Hà nãy nói vậy đúng không quý vị? Hà nói vậy đúng không hay là trật trật? Đúng không? Đúng hả? Đúng. Sao đúng, sao đúng. Tưởng đâu là chết rồi, là tiêu luôn. Sao đúng. Rồi, giờ tới cái vấn đề mà cái nãy là cái vấn đề mình đưa ra. Tại sao trong tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo đó, nó không có hai tâm sở bi và tùy hỷ. Trong khi đó, trong tâm quả sắc giới thì nó có,
có bi và tỷ, sơ nhị tâm thiền có bi và tỷ. À, thứ nhất là chúng ta thấy là trong cái tâm thiện á, khi mà mình khởi những tâm thiện, tu tập về tâm thiện, ngay cả những cái đối tượng đó, thì mình cũng đâu có đắc được thiền đâu, tâm thiện nó đâu có chứng đắc được. Thiện thì thấy đối tượng thì mình chỉ khởi cái tâm vậy thôi, là ví dụ như là thấy chúng sanh đau khổ mình khởi lên chút xíu đó thôi là thôi là hết. À, rồi thấy tâm chúng sanh đang hạnh phúc thì mình chỉ khởi tâm quan hỷ với đó thôi. À, thì nó không có đắc được cái những cái tầng thiền. À, trong tâm thiện không có đắc được những cái thiền, cho nên nó không thể cho cái quả có những cái tâm sở đó được. À, mà nó cho quả thì giống như chánh tâm nói cũng đúng, là nó cho nhiều quả trong nhiều giới, nó có được nhiều quả. Còn riêng cái tâm sắc giới thì bởi vì lấy một cái đối tượng duy nhất để tu thiền và chứng đắc được cái tầng, ví dụ như tu về cái đề mục tâm bi thì chứng đắc được cái thiền sơ thiền mà có tâm sở bi đó. À, do chính vì như vậy á, nếu mà trong cả suốt một cuộc đời mình chứng đắc được cái đó mà không bị hoại thiền, thì khi chết thì nó sẽ cho cái lộ tâm cuối cùng là cái tâm cận tử, nó sẽ là cái động tốc thuộc về thiền có cái tâm sở đó, có cái tâm sở bi đó. Và như vậy khi mà nó cái động tốc cuối cùng nó có như vậy đó, tử nó cho tục sinh lại bằng cái tâm quả sơ thiền, nó có tâm sở bi trong đó. À, cho nên bởi vì lý do là do cái sự chứng đắc thiền, một cái sự tu tập mãnh liệt ha, một cái sức mạnh của thiền. À, cho nên khi mà tử tục sinh nó cho cái tâm quả có luôn cả bi hoặc là tùy hỷ nó có trong đó. À, đó là cái vấn đề, nhưng mà thấy nó có sự khác biệt chút xíu cho đó ha. Rồi, đó là cái vấn đề thứ nhất. Được chưa? Có gì nắm được chưa? Được ha, ok. Rồi, bây giờ tới tâm sở tuệ quyền. Chúng ta thấy là tuệ quyền có mặt trong các tầng thiền. Sơ thiền cũng có, nhị thiền cũng có, tam thiền cũng có, tứ thiền cũng có, ngũ thiền cũng có. Đúng chưa? Tuệ quyền có mặt đúng trong các tầng thiền đúng không? Hay là nó chỉ có trong ngũ thiền thôi? Có hết không quý vị? Có hết, ok. Rồi bây giờ để coi có hết. Bây giờ lý dự luôn, giờ mình nói cái lý do tại sao cái vấn đề này nó có, tại sao trong tâm thiền mà nó có tâm sở tự quyền. Rồi đâu giờ mời thử một vị để coi ai nha. Mời Nam đi, mời Banh Ram Xí đây. Banh Ram Xí lên nói lý do tại sao có tự quyền trong các tầng thiền. Lý do tại sao? Rồi. Mời nha. Dạ Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Đà Mai, Nam Mô Sang Trà. Dạ con thấy chị Hà cười hi hi, con cũng đang cười hi hi theo. Tại vì hiện tại thì con nghĩ là nó có. Nhưng mà để giải thích thì sao vậy ạ? Muốn đắc thiền thì phải có vô tham, vô sân và vô si để đắc thiền. Thì cũng giống như hồi nãy mình nói trường hợp mà phải có giới, thì vì thiền tu thiền chỉ hoặc thiền quán gì cũng vậy, tức là phải thì giới định tuệ đó là tam vô lậu học, thì muốn đắc thiền thì phải có tâm sở trí tuệ hoặc là tuệ quyền để mà có thể đưa tâm vào cảnh và kháng khích với cảnh, và thì con nghĩ như vậy. Con xin hết. Ê, xa lắm, xa lắm. Bây giờ mời người nữ nha. Mời người nữ nha, đây có ai đây? Mời Nguyên Như đi. Như chủ sĩ rung mà chủ rung lên có ý kiến đóng góp thêm coi cho coi. Mời chủ sĩ lên coi. Dạ
Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ thưa thầy, gọi chết con thầy ơi. Con thấy trong cái phần mà trong 40 tâm siêu thế, rồi trong 15 cái tâm sắc giới, rồi trong 12 tâm vô sắc giới là cái tâm đáo đại á, là con thấy lúc nào nó cũng chắc chắn là nó có tâm sở trí tuệ hết. Chỉ có cái phần mà tâm 24 tâm dục giới thì nó có 12 cái thằng là có trí tuệ và 12 cái thằng có trí tuệ. Đơn giản tự vì nó là cái phần 12 cái tâm đó nó ly trí thì nó không có trí tuệ vậy thôi à. Lúc nào con thấy cái phần từ cái chỗ đó trở xuống nó cũng có trí hết á. Tự vì nó là tâm nhân. Con chỉ thấy có thấy cái nhân sanh ra là tâm nhân, thành ra lúc nào cũng có vô tham vô sân vô si thưa thầy. Không biết là tại sao mà thấy nó được như vậy. Dạ con xin xuống ạ. À, xa đó nói chuyện về vốn. Vâng, này nói chuyện về vốn. Nói chuyện về vốn rồi đâu, bây giờ thêm người nữa nha, thêm người là ai nè. Rồi rồi, chánh tâm lại, chánh tâm lại rồi. Dạ con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ tự vì nếu mà cái người đắc thiền đó, người đắc thiền trong trong đáo đại, trong sắc giới và vô sắc đó, lý do có trí tuệ là phải có trí tuệ, vì nếu không có trí tuệ thì không có thể được đắc thiền. Vì khi mà trong thiền á, là không có vô tham vô sân và vô si, đó là lý do tại sao trong lý do tại sao lúc nào cũng có mặt trong thiền sắc giới hay là thiền vô sắc. Vì đã là không vô tham vô sân vô si nên trí tuệ nó phải có, vì trong thiền thì không còn vô tham vô sân vô si. Dạ con xin xuống ạ. Sao nói đã lát là nói trong thiền không còn vô tham vô sân vô si là nói lát nói tôi luôn là. Rồi mời Hà lên nè, mời Hà lên nói lần nữa là cho rút ai nói cho hay được hay cái. Mời Hà lên cái. Dạ, con theo con nghĩ thì cái tâm sở trí tuệ á, là không phải là cái khả năng mình biết qua cái sự học, mà thật ra phải biết một cách thông suốt qua thực tính của pháp. Thành ra khi mà đối tượng tu á, thì nếu mà không có cái trí này á, thì sẽ không có thấy được cái thực tính của các pháp. Thì con nghĩ đó chính là cái yếu tố mà nó phải có tâm sở trí tuệ để nó phá cái màn vô minh, thì nó mới đắc được các tầng thiền cũng như đắc được cái tuệ giải thoát ạ. Thì con nghĩ vậy, không biết có đúng không? Dạ con xin trả mắt. Dạ thưa đúng không quý vị? Cái này nên nhớ là mới cái thiền chỉ thôi nha, thiền chỉ là chứ có gì năm thủng màn vô minh đâu đây, lâu lẹ chứ mới chỉ rồi năm tới thủng màn vô minh luôn. Còn ai muốn nghe ý kiến nào, còn ai muốn nói thiệt là hay cái nào, còn ai nào, ai nào giơ tay rồi. Rồi Nguyễn Trang lên nói coi, Nguyễn Trang ghi hay quá, mời Nguyễn Trang lên nói coi. Giơ tay lên. Nam mô Bích Tha giá. Dạ ý là con nói thầy đâm cái màn vô minh cho tụi con đi. Dạ. Câu hỏi thầy sao thầy làm rung quá quên mất tiêu. Thầy hỏi tại sao mà ở khi mà trong cái tâm tâm quả thì lúc nào nó cũng có trí tuệ. Thì con cũng nghĩ là khi mà ở đây, tại vì nó nằm trong là 25 tâm sở tịnh hảo, thì trong 25 tâm sở tịnh hảo là nó có tâm thiền. Dạ, phần tâm thiền của 15 tâm sắc giới đúng không sư? Ủa thầy. Dạ, tâm thiền. Tâm thiền. Thì con nghĩ là khi mà tâm thiền, thiền là tâm thiện ở đây, không phải chỉ là quả. Dạ, rồi.
khi mà tâm thiền ở trong đây thì nó nằm ở đâu? Nó nằm trong 25 tâm sở tịnh hảo. Thì trong 25 tâm sở tịnh hảo đó thì ở cái này khi mà mình thiền thì con nghĩ mình có trí tuệ, cũng như mình, con cũng nghĩ là, nhưng mà con không biết giải thích làm sao, thì mình trí tuệ để mình cái này đâu phải thiền quán, hồi nãy thầy nói là thiền định chứ không phải thiền quán. Thôi con không biết, con mời thầy ơi, cái này hả, con nghe là lùng bùng chồn đổ tai, không biết. Dạ thôi thầy đâm lủng cái màn vô minh cho đám tụi con đi. Dạ, yeah, thưa thầy, con giờ con xin bổ túc nha. À, thì ra là như vậy. Nếu mà nói tại sao có tâm thiện, có trí tuệ, vì khi mà đắc thiền thì không có thể có tâm si trong đó, thầy. Phải có trí tuệ, khi có trí tuệ thì sẽ không có tâm si. Đó là mới đắc thiền được, thầy. Đó là con bổ túc thêm đó, thầy. Rồi, chào tất alo. Alo, nghe không? Alo. Alo. Nghe rõ không? Ok, chào tất cũng có chúng đừng chút mọi người, chút cũng vui, rất là sao thú, nó động não vậy mình mới giỏi được không? Thì bây giờ trả lời cái vấn đề mình thấy tại sao đắc thiền là phải tâm sở thiền có, phải có tự quyền mới có thể đắc được thiền. Vấn đề mình đưa ra là như vậy, tức là tại sao phải có tội quyền mới có thể đắc được thiền. Bởi vì một người mà lục sinh bằng cái tâm mà tâm quả mà thuộc về nhị nhân thì có đắc được thiền không, quý vị? Có thể có khả năng đắc được không? Không, nếu mà thứ nhất là cái nền tảng mà không có cái vô si, tức là không có trí tuệ thì không thể nào chứng đắc được thiền. Đây là cái vấn đề thứ nhất, là người mà muốn chứng đắc được thiền thì trước tiên là phải có cái tâm nền, là phải có đầy đủ vô tham, vô sân, vô si là một. Rồi thứ hai, khi mà tu thiền, khi mà đi vô trong cái vấn đề tu tập thiền thì phải có những cái tâm mà có phối hợp với trí tuệ, tức là phải có những cái tâm hợp trí mới có thể đi vào trong cái lộ tâm của về thiền được. Cho nên mình phải có trí tuệ nó mới đi vào được, tức là vô những cái lộ tâm mà để ổn định chuẩn bị cần hành những thứ bỏ bực thiền thì phải có tâm phối hợp với lại trí tuệ, tức là những cái tâm thiện hợp trí hết mới có thể đi vào trong cái lộ tâm thiền được, mới chứng đắc được thiền. Là vấn đề thứ hai. Và thứ ba là tâm sở tự quyền này nó có khả năng là nó soi sáng, nó giúp đỡ, nó nâng đỡ cho các pháp đồng danh chung với nó được quân bình, được coi như là nó có một cái sự trợ giúp, nó soi sáng. Bởi vì trong cái tu tập về thiền chỉ này nó thuộc về định làm trưởng, tức là để mà đắc định mà, thì cái tâm sẽ định làm trưởng, nhưng mà tuệ quyền là nó giống như là một người soi đường, nó soi sáng để mà cho cái tâm trợ giúp cho định được thành tựu được. Là cái vấn đề đó chúng ta phải nên hiểu là tuệ quyền nó dùng để giống như là nó là ánh đèn, là sự soi sáng và nâng đỡ các pháp đồng sinh chung với nó. Và thứ hai nữa là nó làm quân bình các pháp, tức là tính tấn niệm định tuệ phải quân bình. Nếu mà có tính, có niềm tin, có tấn, có niệm, có định mà không có tuệ thì không thể chứng đắc được. Cho nên cần phải có tính tấn niệm định tuệ, tức là năm quyền này phải có tuệ quyền trong đó. Nếu không có tuệ quyền thì không thể thành tựu được. Đây là cái vấn đề chúng ta thấy nó có nhiều cái ẩn tàng bên trong. Mình thấy nó khi mình lôi pháp ra mình sẽ thấy được nhiều cái rất là tuyệt vời đó. Và cái tệ quyền nó có khả năng nó xóa đi cái sự mà u mê tối tâm của mình, nó làm cho trong sạch quá tâm, nó làm cho tâm mình nó được trong sạch để mình có thể chứng đắc được thiền được. Trong lúc đó ly dục, ly ác, bất thiện pháp mà do rồi trí tuệ phát sanh mới chứng đắc được những cái tầng thiền được. Bởi vì nếu không có cái tâm sở tự quyền này thì chúng ta không thể nào thành tựu được, bởi vì cái tâm mình nó sẽ luôn luôn nó thiếu được cái sự soi sáng, thiếu cái sự mà sáng suốt, nó không thể mà làm cho tâm được an tâm, được trong sạch được. Đây là cái vấn đề lý do là tự quyền phải có mặt, không có tự quyền là không thể thành tựu được. Đó là vấn đề chúng ta thấy
những cái chi phần mà chúng ta cần phải nắm được ha. Rồi, nắm được hết đâu? Alo, xong chưa? Dây trừ năm đường ái, năm đường ái là tập tàu tầm tứ hỷ lạc định, ế là tham sân không đồng thì viên và tạo hối và nghi, không thị hối nghi đó là qua năm tầng thiền. Rồi đó là chúng ta đã học xong về cái tâm đáo đại, tức là những cái tâm mà có thiền ha, những cái tâm thuộc về thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có những vấn đề mà chúng ta cần được biết thêm bên trong chút xíu để nắm được cái pháp cho nó sâu chút xíu. Được chưa? Đã nắm được chưa? Có bị đầu cá dễ ủi vậy. Dễ ủi. Rồi, bây giờ mình bước qua tâm siêu thế. Tâm siêu thế thì dễ rồi, qua cái thiền kia, qua siêu thế này dễ ạ. Rồi, tâm siêu thế phối hợp. Cứ tất cả chích tất sẵn gâu, tâm siêu thế phối hợp. Là tâm siêu thế có mấy? 8 tâm siêu thế, 8 tâm siêu thế, 4 đạo, 4 quả. 8 siêu thế, 8 tâm siêu thế, 4 đạo, 4 quả. Thư ký là mất rồi. Ok, rồi. Sơ thiền 2 chấm. 13 cộng 23. 13 cộng 23 bằng 36. Mười ba cộng 23 bằng 36. Nhị thiền 12 cộng 23 bằng 35. Nhị thiền 12 cộng 23 bằng 35. Nhị thiền, có nhị thiền, 12 cộng 23, đúng rồi, 23 tịnh hẳn, 25. Rồi tam thiền, 11 cộng 23 bằng 34. Tam thiền, 11 cộng 23 bằng 34. Tứ thiền, 10 cộng 23 bằng 33. 10 cộng 23 bằng 33. Tứ thiền 10 cộng 33. Rồi ngũ thiền 10 cộng 23 cũng bằng 33 luôn. Ngũ thiền cũng bằng 33 luôn. Rồi, đó là cái sơ lược ha, mình sơ lược cái số này ha. Rồi bây giờ mình nói lại ha. Sơ thiền, sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo là sơ quả sơ thiền, nó cũng giống vậy ha, đạo quả nó cũng giống như hết ha. Bây giờ mình lấy sơ thiền thì nó có 13 tạ tha. À, nó cũng có đầy đủ 13 tạ tha. À, sơ thiền. Rồi 23 tịnh hảo. Tại sao nó có 23 tịnh hảo cái gì? Tại sao nó có 23 tịnh hảo? Nó thiếu cái gì đây? Nó thiếu cái gì trong đây đây? Thiếu bi tùy hỷ xa thú quá dữ luôn ha. Cái này là quá dữ. Thì như vậy là mình trừ ra hai vô lượng phần, tức là 13 cộng 23 mình trừ hai vô lượng phần. Bởi vì tại sao mà không xài hai lượng phần trong tâm siêu thế?
vô lượng phần tâm, vô lượng tâm bi thì hỷ tâm cao siêu, tại sao trong siêu thế lại không có? Xa thủ chính xác quý vị, trả lời rất là nhanh lẹ, chính xác, rất là trí tuệ. Là vì đối tượng của tâm siêu thế không phải là chúng sanh, mà đối tượng đó là Niết Bàn á, cho nên là không có vô lượng phần, tức là hai vô lượng phần không có. Thì như vậy mình trừ ra là gì? Là 13 cộng 23 trừ 2 vô lượng phần là mình có được 36 tâm sở đồng sanh chung trong tâm siêu thế. Đúng không? Chính xác chưa? Rồi cô thư ký hiểu được không? Hay là rối đùi? Cô thư ký. Cô thư ký là giúp bài là hỏi tới là rối đùi. Rồi, được chưa? Nắm được chưa? Qua được không? Đó. Rồi, đó là sơ thiền. Ghi xong chưa? Ghi xong tiếp không? Rồi, giờ tới nhị thiền. Đấy là mình có nhiều. 12 cộng 23 bằng 35. Tại sao có 12? Lý do tại sao có 12 ở đây? 12 là bỏ tầm, trừ tầm, bỏ tầm ra. Chính xác, chính xác như vậy. Bởi vì lên nhị thiền và bỏ cái gì tầm này ra, không xài tới nữa. Cho nên còn 12 tâm sở tạo tha đồng sanh chung trong nhị thiền, cộng 23 tịnh hảo là cũng trừ luôn hai vô lượng phần ra, thì mình còn là 23, thì tổng số là 35. Nhị thiền mình có 35 và chính xác không? Chính xác rồi, ok, quá dễ không có gì khó hết. Rồi bây giờ tới tam thiền có 11. Giờ tại sao có 11 đây? 11 còn có 11 à. Trừ tầm, trừ tứ, bỏ tầm, bỏ tứ, xa thấu. Tam thiền là bỏ tầm, bỏ tứ, còn có 11 thôi. Cộng 23 nữa thì ra là con số gì đây? 11 cộng 23 ra con số là 34. Cái này mình lắc chơi gì đó. Chơi gì? Con số gì đây? Con số, số 23 gì đó. Chơi là gì lâu quá quên tên là gì đó. Đâu phải một cú lô tô, đúng rồi, lô tô chính xác, lô tô cho lô tô kia số lô tô. Rồi như vậy là mình có được 11 với 23 là 34. Rồi tứ thiền có 10, con số 10 là con số gì đây? Con số gì đây gọi là con số ấy? Số 10 là trừ tầm tứ hỷ, bỏ tầm tứ hỷ ra, xa thú. Thì như vậy tứ thiền trừ tầm tứ hỷ còn có 10 tâm sở tạo tha thôi, cộng 23 là con số 33 tổng số. Rồi tứ thiền mình có 33. Rồi ngũ thiền 10. Tại sao ngũ thiền cũng 10 quý vị? Đúng rồi, nó có xả vô, xả nó là thọ, thì nó vẫn giữ tầm tứ hỷ. Thì như vậy 10, chỉ còn là 10 thôi, cộng với 23 là con số 33. Đúng chưa? Rồi, chính xác không? Quý vị nắm được cái phần này không? Hiểu hết không? Rồi, bây giờ mình thấy trong cái phần mà tịnh hảo, mình thấy những thiếu cái gì đó ha. Có vấn đề đó. Bây giờ tại sao ba giới phần nó có mặt này, cảnh giới Niết Bàn ba giới phần nó có mặt, tại sao ba giới phần có mặt? Bây giờ này chỉ ai lên cái coi ba giới phần có mặt đâu, Hà lên nói thử coi.
Hà thấy cũng nghiên cứu được cũng dễ quá, mời Hà lên nha. Hà lên nói tại sao giới phần có mặt trong tâm siêu thế. Hello, mời lên nha. Dạ thưa thầy, sao thầy chỉ điểm con nhiều quá. Dạ con nghĩ là cái phần giới phần là nó quan trọng cho cái tâm siêu thế, vì nếu một người không giữ giới thì không thể nào hành thiền mà chứng đắc được. Thành ra cái giới phần nó cũng nằm trong bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là cái con đường để dẫn dắt đi đến Niết Bàn, và đó là tâm siêu thế. Cái thi pháp nó cũng phải là dùng bát chánh đạo, thì trong bát chánh đạo có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ con nói vậy thì không biết có đúng không, con xin xuống. Dạ thưa thầy, hồi nãy cũng là tại vì con cũng mà cái phần sau của chị Hà chỉ nói là đúng rồi, là vì chánh ngữ ba giới phần là nó cũng nằm thuộc trong ba phần trong tám chi đạo của bát chánh đạo, mà trong cái lộ mà đắc đạo và đắc quả thì nó có tám chi của bát chánh đạo lên cùng một lượt. Chị Nguyên Như nói cũng chính xác với lại cái ý nghĩa của con, cho nên là thôi thì hai vị có câu trả lời như vậy rồi. Dạ con xin ngưng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ kính thưa thầy, khi mà cái sát na đắc đạo á, thì lúc đó sẽ có tám chi đạo lên một lượt: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó đi lên một cái trong cái sát na đắc đạo, nó tất cả nó lên một lượt thưa thầy. Thành ra nó bắt buộc phải có ba cái giới phần ở trong đó. Dạ con xin kính xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mai, Nam mô Sơn Ca. Dạ, dạ con kính lễ quý sư và thầy Ken và đạo tràng. Con cái này là con nhớ lại là vì có nghe sư, hình như sư Lý Tông có nói qua là lúc đó là họ đang diệt trừ kiết sử và lậu hoặc, thành ra phải có chánh ngữ và lậu, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để mà diệt trừ những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện. Thì cái đó là tại sao mà cần có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong lúc hành thiền và trong lúc đạo và quả. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con. Dạ, yeah. Yeah, con xin bổ túc thêm. Vì cơ nếu mà trong tám chi bát chánh đạo nếu không có thì không thể nào mà chứng được đạo với quả được. Vì phải có đủ hết tám chi, trong đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy. Phải có đủ cùng một lúc thì mới đắc đạo. Nếu trong một trong tám chi bát chánh đạo không xảy ra cùng thì sẽ không được đắc đạo, đạo quả được. Đó là con bổ túc thêm. Xin xuống mít, cảm ơn thầy. Xa thú, xa thú. Rất là xa thú ha. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề này nó thật sự nó cũng rất là khó mà lại chúng ta giải thích cái vấn đề này. Bởi vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng lúc đó nó là thuộc về giới phần, sanh đồng sanh trong tâm đạo và tâm quả, cũng như nói chung là tâm siêu thế. Thì nó có cái phần sự là giống như nó làm cho nó diệt trừ những cái phiền não thuộc về còn thô thiển đó. Để nó làm cho những phiền não thô thiển nó được là mất đi, nó hỗ trợ trong cái tâm đạo quả. Cho nên chính vì như vậy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó không còn cái phận sự mà kiểu mà giữ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nữa, mà nó là để diệt trừ những phiền não thô. Đó là vấn đề. Nhưng mà thấy tại sao ba giới phần nó có mặt như vậy, rồi tại sao mà tuệ quyền có mặt trong tâm siêu thế. Rồi mời hai đây, mời tại sao tuệ quyền có mặt trong tâm siêu thế. Rồi Nguyên Trang lên nói rồi,
Nguyên Trang xong rồi tới Quỳnh Lý này, Banh bắt đầu làm xí nha, Lý Quý Lý rồi tới Nguyên Như thay phiên cho nó rồi. Rồi mời quý vị. Dạ Nam Mô Bức Thầy, dạ, dạ con đảnh lời quý sư, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ thì con nghĩ là khi lúc này là cũng như là mình tu để mình đi đến đạo quả Niết Bàn thì dĩ nhiên là nó phải có trí tuệ rồi thầy. Tại vì lúc này là vô tham, vô sân và vô si, ba cái nhân đó để mình đi tới cái con đường mà đắc đạo đắc quả. Dạ con nghĩ như vậy ạ. Dạ con xin xuống mắt ạ. Dạ con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Thì thôi con thầy kêu con lên thì con xin bắt trước cái câu hỏi, câu trả lời của nó cho cái vấn đề mà tu thiền chỉ. Thì đương nhiên rằng tuệ quyền bắt đầu cái câu trả lời thứ nhất, cái lý do thứ nhất là vì cái người tục sinh nhị nhân thì cũng không thể nào đắc đạo hay đắc quả, hoặc là nói như trước đó là có thể đắc thiền thì phải là người tam nhân, tức là phải có người hợp, phải là cái người hợp trí, tức là có nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì cái lý do thứ hai nãy thầy đưa ra là lúc mà hành tu mà thiền tứ niệm xứ lấy ví dụ, thì cái tâm phải có hợp trí này để nó hướng cái tâm đi vào cái lộ tâm thiền. Là tại vì các khi vào đi vào tâm đạo Phật hoặc tâm quả thì nó cũng là đi vào cái con đường thiền, vì nó là giới, con đường của giới, định và tuệ. Phải có định trước, phải có tuệ sau. Thì tuệ quyền nó có cái khả năng nó hướng cái tâm vào các lộ thiền, lộ mà cận định, sát na định, cận định hoặc là nhập định chẳng hạn. Tuệ tâm sở tuệ quyền nó cũng có khả năng hỗ trợ các và soi sáng con đường để được thành tựu làm quân bình, năm lực, ngũ lực và ngũ quyền. Thì cái điều này nó cũng cần thiết cho cái vị hành giả tu tứ niệm xứ để mà đi đến đạo và quả, cũng cần năm lực, ngũ lực và ngũ quyền, tính tấn, niệm, định, tuệ. Nó không phải là chỉ cho cái việc tu thiền chỉ, và ngay cả việc tu thiền quán nó lại càng quan trọng hơn. Phải có năm lực, năm quyền đầy đủ và quân bình để mà từng bước đi trên con đường mà diệt trừ các kiết sử và lậu quả, để mà đi đến đạo và quả. Thì tuệ quyền nó cũng là nó có câu trả lời cuối cùng của thầy trước đó là tuệ quyền cũng có khả năng xóa những cái pháp nghịch, những cái nghịch pháp, những cái hôn trầm thuyên miên, tạo cử những cái pháp bất thiện. Thì nó giống như là nó cái ánh đèn nó soi sáng con đường. Thì đó là những cái chức năng của tuệ quyền mà nó giúp những người hành giả đi đến đạo và quả siêu thế. Chấm dứt cái câu trả lời. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, câu trả lời của Nguyên Như là khi mà mình có ở trong tâm đạo và tâm quả đó, thì khi mà mình có cái tâm, mình phải có cái tâm sở tuệ quyền, thì Nguyên Như thấy được có bốn cái lý. Thứ nhất á, là người đó phải là cái người mà có người tâm nhân thì mới có thể đắc đạo đắc quả được. Người nhị nhân thì không thể nào đắc đạo đắc quả. Người tâm nhân là phải có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì nhân vô si đó chính là tâm sở tuệ quyền. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai thì khi mà tu thiền thì phải có cái tâm hợp trí. Mà cái tâm hợp trí đó chính là tâm sở tuệ quyền. Tâm sở hợp trí mình có thì nó mới vào cái lộ tâm của thiền được. Mà nó cũng có nghĩa là lộ tâm đắc đạo đắc quả luôn. Còn cái lý do thứ ba là tâm sở tuệ quyền nó có khả năng soi giúp đỡ những cái tâm sở đồng sanh chung. Thành ra những cái tâm sở tuệ quyền khi mà nó có mặt thì nó làm cho tất cả những cái tâm khác nó sáng hơn và mình có thể tu hành được. Và cái lý do thứ tư là cái tâm sở tuệ quyền nó có mặt là nó sẽ làm quân bình các pháp như là tính tấn, niệm, định, tuệ. Dạ con xin xuống ạ. Đúng với tôi, ai cũng nói rất là xa thú, nhưng mà thiếu con cái, thiếu có cái điểm quan trọng nhất, thiếu điểm quan trọng nhất.
Có gì biết thiếu vậy không? Thiếu một điểm quan trọng chứ. Rồi, trên tâm lại rồi. Bây giờ con lại quên. Cưng xin kính chào. Thầy Kinh Năng kính chào đạo tràng. Con nghĩ có tệ quyền là khi khi mình có phát nếu mà khi chứng được đạo quả thì mình phải có thắc giác chi hỗ trợ. Thắc giác chi hỗ trợ là nó mới đưa dẫn vào là giống như trạch niệm, trạch pháp, tinh tấn, khỉ, kinh an, định xã, có thắc giác chi hỗ trợ thì mới đưa đến chứng được đạo quả. Mà khi mà được bắt chứng đạo thì cắt cái phiền não trước nhất có tệ quyền là tại vì cắt được ba cái phiền não là thân kiến, giới cấm thủ và hoài nghi, đó là cái tệ quyền được cắt về cái phiền não đầu tiên của bậc thánh đạo quả đầu tiên, sơ đạo sơ quả. Dạ con xin hết ạ. Sao đó. Cũng thiếu một cái chút xíu nữa. Thiếu một cái rất là quan trọng mà thiếu cái đó là sao? Thiếu một điểm quan trọng nhất là thiếu. Thì biết thiếu giờ. Ai nghĩ ra được vậy? Thiếu gì đây? Thiếu một cái nữa, thiếu một cái mà cực kỳ quan trọng. Đâu đó chứa. Chứa được chứ. Cho suy nghĩ cho mình một phút ra cho quý vị suy nghĩ một phút rồi thiếu một cái pháp quan trọng để mà có thể chứng đắc được đạo quả được chứ. Nhưng không có cái đó thì sao chứng đắc được. Anh nhá, đúng rồi, tại quyền đúng rồi. Mà tại quyền lúc này nó làm cái gì nữa mà nó thiếu một cái gì đó. Để mà mình có thể mà chứng đắc được đạo quả này. Phá vô minh, đúng rồi, chính xác, hà hay quá, làm nổ tung màn vô minh. Tại quyền làm nổ tung màn vô minh luôn, mới thấy được, thực tế thấy được nếp bàn được chứ, sao mà lấy được. Ra thú, hà nó giỏi quá trời. Thiếu con cái thôi, nãy giờ nói gì chúng thiếu con cái quan trọng nhất. Nguyên cái màn đen che thù lùi cái đó, sao đắc được. Nguyên cái màn che mịt mù trời khói đó. Rồi chứng đắc phải phá tan đâm thủng màn vô minh, mình dùng đâm thủng rồi mình dùng chữ mà nổ tung màn vô minh luôn. Đúng chưa? Rồi vậy là hôm nay mình là nổ tung được màn vô minh ha, mình thành tựu được, cố gắng, hà giỏi quá, trí tuệ, bởi vì chậm được ha cũng có được cái trí tuệ rất là tốt. Rồi sao thú, vậy là hôm nay chúng ta đã học xong hai cái phần việc nó lại với tâm siêu thế phối hợp rất là xa thứ hai của vậy là rất là nắm bài rất khá có nói đâu nói nãy đâu có nói này thôi nói vòng vòng nói vòng do nó bố trí rồi hôm nay là chúng ta là thành tựu rất là xa thứ rồi là do cái phước báo mà mình học hôm nay là nguyện cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo và luôn luôn là thành tựu chánh trí sớm chứng ngộ niết bàn bằng điều nha cả thể nam mô Phật Tài nhá. Rồi mời MC nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ thầy ơi, bây giờ chưa tới 12 giờ là chưa có qua đầu đà thầy, mà phải mình phải ráng đến 12 giờ 15 mới thành tựu được đó thầy. Dạ con xin xuống bích tạ thầy, ý kiến thầy sao vậy thầy? đồ đà là tới sáng, đồ đà cho tới 12 giờ, đồ đà là phải qua sáng luôn. Đồ đà là phải thức tới sáng. Đồ đà cho... Rồi, giờ muốn thức thêm chút xíu, đặt thêm câu hỏi nữa. Rồi, nói là thiền ha, giờ nói sơ sơ về thiền ha. Thiền. Rồi thiền. Giờ nói là thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Mà biết là biết cái gì? Ai nói đúng không? Thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra.
biết cái gì. Rồi mời quý vị ạ. Dạ, yeah, con xin tiên phong lên trước. Con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng. Thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra, vậy biết cái gì? Dạ, yeah, biết cái hơi gió sự chuyển động vào và biết hơi gió sự chuyển động ra. Đó là con xin nói hết. Dạ, con xin thử thầy, khi mà mình nói thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra, cái thứ nhất á, là mình theo cái chữ biết, là mình có cái niệm, mình theo dõi được cái nó hơi thở liên tục, khi mà vô từ từ thì cái niệm nó có bị ngắt quãng hay không, có bị phân tâm hay không, rồi lúc đó mình cũng thấy được là cái hơi thở vô ra, mà lúc đầu mà nó thô á, thì mình thấy theo cái pháp tục đế, mình chỉ thấy nó đi vô rồi đi ra thôi. Từ từ thì mình mới thấy vào cái pháp chân đế. Cái pháp chân đế là mình sẽ thấy cái sự nóng lạnh, cũng là hơi thở nhưng mà mình biết cái sự nóng lạnh. Sau đó rồi mình thấy cái sự chuyển động. Xong rồi mình thấy khi mà vô ra thì thấy cái sự căng cứng, sự phồng. Nó có rất nhiều thứ để mình thấy. Nói chung là như vậy ạ. Dạ con xin xuống ạ. Dạ con xin thử ạ. À, khi mà thở vô, mình biết thở vô, thở ra, mình biết thở ra, thì lúc đó khi thở, cũng như cái đó là cái tâm quan sát, cái hơi thở, khi mà thở qua, luồng khí đi vào trong người mình, sự chuyển động của thân, và cái căng, cái luồng khí nóng lạnh và căng phồng của nó, cái đó là cái chuyển động thì cái chuyển động của thân và cái tâm quan sát thì cái đó là danh và sắc ạ. Dạ con xin xuống mất ạ. Dạ thưa thầy, tôi nghĩ rằng mình biết là biết cái định của mình ở không có bị gián đoạn. Xin hết. Dạ, dạ, vâng lời lớp trưởng Nguyên Như, dạ con xin xin phép cầm mic một chút xíu. Thì để bổ túc thêm sau cái câu trình bày của Nguyên Như là thấy được pháp chân đế là cái sắc xúc chạm của hơi gió ra vào thì thấy được địa đại, hỏa đại hoặc phong đại, đồng thời cũng thấy được luôn cái trạng thái là cái cơ thể có cái nhu cầu để mà hít thở, thì thấy luôn được cái những cái tâm, thấy được cái trạng thái có cái nhân và có cái quả, có cái tâm có cái nhu cầu để hít thở để nuôi mạng, thì cái cơ cái cơ thể của vị hành giả nó mình họ nở ra, lồng ngực nó nở ra thì hơi khí nó đi vào, và khi vào rồi thì cũng thấy có một cái trạng thái là nó đủ hoặc là nó cần phải đẩy ra thì ép cái bụng hoặc là cái lồng ngực xuống thì cái hơi thở nó đi ra, thì cái trạng thái bụng nó trương ra thì hơi gió đi vào và bụng xẹp xuống thì hơi thở đi ra, thì cũng thấy được cái trạng thái nhân quả, tức là cái pháp nhân
và pháp quả từ cái tâm nó qua, nó chuyển qua cái bụng là cái sắc pháp, và từ cái bụng nó ra vào, nó trương ra hoặc là xẹp xuống thì hơi nó ra và nó vào, thì cũng có tạng trạng thái cái pháp nó liên quan liên hệ với nhau. Trước tiên là thấy có nhân quả thêm nữa, và từ cái tâm có nhu cầu và nó điều khiển cái sắc pháp thì nó cũng có danh và sắc. Dạ con xin hết ngang đây. Dạ. Dạ, thưa thầy, con xin bổ túc thêm thấy khi mà hơi thở vào á, cái tâm hay biết á, là thấy sự nóng, là nóng là thấy độ lửa, nóng nóng lạnh là lửa, mà cứng á, là thấy sự cảm nhận được á, là cứng á, là đất, còn sự chuyển á, là sự gió, và sự quết tụ lại á, là cái nước. Mình thấy giống như cái tâm hay biết á, là thấy cái tâm tứ, cái bộ sắc, thấy được sắc pháp thì cái đó là sắc pháp, còn có tâm biết á, là cái danh, cái danh và cái thấy được là cái sắc pháp á, thì đó là nóng lạnh cứng mềm đó, là co giãn đó, thì khi hơi thở vào biết và nhận được biết những cái sắc pháp, khi thấy được sắc pháp ngõ như vậy đó, đó là pháp chứng đế, và đó là vào và ra, và thách cái sự thách nóng lạnh trên mũi là cảm thấy lạnh nóng, và cái đó là mình cảm nhận được cái sự tứ đại là đất nước gió lửa, đó là mình thấy được cái danh và sắc. Danh là cái sự thấy sắc của tứ đại là nóng lạnh cứng mềm, và cái danh hay biết, cái danh, cái sự hay biết đó là cái danh. Dạ con xin hết ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, thưa thầy, nguyên như có mới ra một cái ý nghĩ mới á, là khi mà những quý vị này mới vừa nói hồi những cái như vậy là mình đã thiền lâu mà mình giỏi lắm rồi thưa thầy, nhưng mà khi mà một người đầu tiên mà thầy kêu ngồi xuống thiền, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra đó, thì cái đầu tiên mình nhận được đó là ngủ gục, cái thứ nhì á là mình hôn trầm rồi đến thủy miên, xong rồi cái mình ngủ triền cái nó là coi như là nó nhảy lên, nó là một lượt hết rồi, sau đó một thời gian rất 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 là lâu sau đó thì fairy tale thì sẽ nói là những cái của anh Chánh Tông nói, còn trước mắt đó là con thấy ngủ gục trước. Dạ con xin xuống ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ con nghĩ hơi đơn giản một chút, tại vì nãy thầy có nói là thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thì con chỉ biết ở đây chỉ có sự ghi nhận giữa tâm và tâm sở và sắc pháp, chỉ đơn giản sự hay biết của cái thở ra và cái sự hay biết của cái thở vào, thì đó là sự liên giữa tâm và tâm sở. Dạ con xin submit. Dạ sao, dạ con có ý kiến là thầy, tại câu hỏi của thầy á là có nhiều cái câu trả lời, ví dụ một người mà người ta mới vô học thiền, người ta thở ra thở vô thì người ta chỉ là quan sát cái hơi thở nó chạy vào từ đầu mũi mình và nó vô cái bụng, cái tâm là cũng như Chư Tăng chỉ dạy là cái tâm mình quan sát cái hơi thở, theo dõi hơi từ cái lỗ mũi vào cái bụng mình, khi nó vào mình biết phòng ra rồi xẹp lại, rồi cái hơi thở nó đi ra thôi. Nếu một người chưa học gì hết thì người ta sẽ không biết danh và sắc, người ta không biết tâm, tâm sở, người ta sẽ không biết bất cứ những cái gì, mà người ta chỉ biết là cái hơi thở nó đi vào trong người mình ra đi ra thôi ạ. À. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi, con xin xuống mít à. Còn mình nói, nhiều khi mình nói đủ hết cái đó là chẳng qua là đó là pháp học thôi, không phải là pháp hành ạ. Dạ thưa thầy, con xin bổ túc thêm nữa thầy.
Nếu lúc mà mình cái tâm hay biết á, lúc hơi thở vào thấy nóng lạnh cứng mềm và thấy cái sự nó thay đổi, sự sanh và diệt, sự sanh diệt liên tục, mình thấy cái sự nóng có khi thành lạnh, cứng thì lúc nó trở thành mềm, mềm hay là cái sự đau nhức hay là những gì mình cảm nhận được nó thay đổi, chứ nó không có một cái một cái trạng thái giống như vậy, nó thay đổi liên tục liên tục, nó là sự sanh diệt là mình sự thấy còn sinh xuống. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đến lễ quý sư và kính chào thầy kinh và đạo tràng. Theo con thấy thì cái trạng thái gì lên thì nhìn nó và mình kéo nó, và nếu nhìn nó xong rồi cái trở về cái đề mục của mình thì qua thân thọ tâm pháp, những cái gì nó khởi lên thì nhận biết nó và rồi mình trở lại cái đề mục của mình, là chỉ vậy thôi. Dạ con xin xuống mấy cạnh. Dạ thưa thầy, nếu mà mình nhìn qua một cái góc độ khác á, thì mình khi mà mình nói chữ thiền, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thì cái người mà người ta học thiền yoga đó, người ta cũng thở vô thở ra, rồi mấy cái người mà ta học thể dục, người ta đánh banh đánh bóng trước khi mà mấy cái vị huấn luyện viên người ta cũng cho ngồi rồi cũng thở vô thở ra, rồi khi mình thiền định á, nó cũng có thở vô thở ra, rồi khi mà mình thiền quán nó cũng có thở vô thở ra. Thành ra theo cái câu hỏi của thầy á, thì thở vô thở ra nó là một cái hơi thở thôi mà nó có thể dùng rất là nhiều trong nhiều cái chuyện khác nhau. Xin mời anh Lý nha, anh Lý có cái câu trả lời cho sắp hết 12 giờ luôn. Sao thú anh? Dạ thầy thấy tội nghiệp con không thầy. Chị Nguyễn Như chị trả lời xong rồi chị lôi con ra liền, làm bia liền. Dạ. Tội nghiệp cho cái số phận của con. Dạ. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Thì thở vào là thở ra là cái hoạt động của cái thân. Hình như là mình ngủ, mình ai ngủ cũng thở. Thì con gì nó ngủ nó cũng thở. Nó thở thì nó thở vào, thở ra đó là chuyện của nó. Cái biết ở đây là cái hoạt động của cái tâm. Nói theo sách vở là hoạt động của tâm, nhưng mà ở đây chúng ta cũng khi xem nhìn quan sát thì là quan sát theo dõi bằng cái tâm. Cái biết là cái chuyện cái phần sự của cái tâm, thì nó biết rằng cái cơ thể này nó đang thở vào thì nó thở vào, và nó đang thở ra thì đó là cái việc làm và cái chức năng của mỗi cái pháp. Trên sách vở thì lấy ví dụ như là thở vào thở ra đó là cái chuyện của cái sách pháp, còn cái chuyện biết là của cái chuyện của cái danh pháp là cái tâm. Dạ thì thôi con nói nữa thầy nói con dữ quá, nhưng mà con thấy con hiền khô cho nên con không nói nữa. Dạ con xin hân nghênh ạ. Không ai lên hết, con lên cái nữa. Thầy nói là thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Nếu như vậy khi mình biết được thở vào và thở ra là có nghĩa là mình có niệm ngay đó. Dạ, rồi, con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cho Nguyễn nhát nhát qua rồi thầy ơi, xin Nguyên Như Kính xin mời thầy Kinh lên giải câu đáp cho tụi con có thể ngủ ngon. Quá giờ rồi thầy, bây giờ là được thành tựu rồi đó thầy. Con xin dâng bích lại cho thầy ạ. À, sao thú, sao thú. Yeah. Cái đề tài này thấy nó đơn giản mà đưa lên cái là đủ thứ còn câu cái xíu là đủ thứ ý kiến. Đi quay đầu cái gì đi múc mùa đi xá đi xa đi tới tận chân trời. Giờ hãy thở, hãy thở vào trước tiên nó vô đâu cái gì, hãy thở vô trước tiên nó vô đâu, đi vô mũi ngay đó không biết đi biết đi biết đâu xa lắc xa lơ trời. Vô ngay mũi, nghe đụng ngay lông mũi không biết ngay đó đi biết diện trời luôn. Vô ngay lông mũi, đụng ngay lông mũi chưa biết, nó vô trong nó quậy tùm lum mình la mình biết không biết biết cái gì đây. Vô đây đó ngay đầu mũi đó mình chưa biết được mà nó vô trong bụng rồi nó quậy tùm lum rồi la lại xanh diệt cứng mềm nóng lạnh gì cái khởi đầu cái vô cửa giống nhà mình thằng bước vô cửa mình không biết mà để nó vô nó lấy hết đồ rồi mình mới biết rồi thôi. Rồi vậy là biết được không. Rồi sao thấu hết giờ rồi, mời MC nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh. Hôm nay thầy đã chủ được cái vi diệu pháp cái gì á lớp vi diệu pháp đầu đà. Dạ con thấy là thầy sư Nguyên Thông với sư Thanh Tâm là quắc cần câu hết rồi. Con không thấy vị nào ở đây hết thầy ơi. Con xin thầy có thể thay chúc phúc cho tụi con ạ. À. Con xin dâng mic lại cho thầy ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Rồi xin đại diện chư tăng mình cùng nhau mình chúc phúc hồi hướng chư thiên luôn ha. Ba tu sap ba mang ga lang ra kan tu sap ba de ba ta sap bu ta du pa we a sap thi pa wan tu te. Ba tu sap ba mang ga lang ra kan tu sap ba de ba ta sap pa tham ma du pa we na sa la sap thi pa wan tu te. Ba tu sap ba mang ga lang ra khan tu sap pa de va ta sap pa sang kha du pa ve na sa ra so thi pa wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh hôm nay đã dạy cho chúng con bài học rất là hay, cho những câu hỏi bốc khói luôn, và cho tụi con thêm một cái hạnh đầu đà về vi diệu pháp. Dạ con xin một lần nữa kính tri ân thầy Kinh rất là nhiều. Dạ bây giờ con xin phép mời tất cả chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti quy ha ra si ni thu bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da lê. Thế ra cha mắn cha na qua ca cha thân ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su ki ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka.
Ni ya ni căng thăm ma hoa răng pa tình cha tê sẵn bê bì đúng khá sát ca ròn thu sẵn khá giang. Tha tu chi răng sát tăng thăm mô thăm mắn tha ra cha bùng gà la sẵn khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng khá tu sẵn thăm mô. Sam baby tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đệ tê y đằng no nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng no nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng no nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằng à xa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gắt tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin chúc chư vị Phật tử có một cái weekend thật là yên vui. Ngày mai nếu mà chúng ta có thể thì vào room Phật giáo Nam Truyền để mà nghe sư Liễu Tông thuyết giảng những câu hỏi của tất cả những chúng ta ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như xin mời chư vị Phật tử trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên vào thứ hai tuần sau ở Mỹ và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.